Trương Bội Hoa và Chuyện Bây Giờ mới kể. Tình yêu là gì? Không phải có duyên thì mãi mãi ở bên nhau, cũng giống như tôi và Lưu Tuyết Hoa vậy. Chúng tôi từng yêu nhau say đắm nhưng cuối cùng vẫn chia tay. Ông xã của Lưu Tuyết Hoa, Đặng Sục Côn là bản trí cốt của tôi. Cuộc hôn nhân hạnh phúc của hai người có một phần công lao của tôi đấy, Trương Bội Hoa tâm sự. Bạn gái cũ Lưu Tuyết Hoa gửi lời chúc phúc chân thành nhất. Trương Bội Hoa và Lưu Tuyết Hoa yêu nhau sau lần diễn cặp trong phim Ba Đóa Hoa. Thời ấy, mối tình của họ rất được khán giả Đài Loan ủng hộ. Tuy nhiên, trong tình yêu, Lưu Tuyết Hoa như một cô công chúa kiêu ngạo, khí chất nhỏ nhã của Trương Bồi Hoa tuy làm nhiều cô gái mê mệt nhưng không đủ sức để giữ chân cô và chia ly là kết cục không thể khác. Ngày hai người tuyên bố chia tay, người cứng cỏi mạnh mẽ như Trương Bồi Hoa cũng không cầm được nước mắt. Anh đã khóc như một đứa trẻ. Giây phút ấy, anh tự nói với lòng mình rằng, cô ấy có hạnh phúc riêng và hạnh phúc ấy không thể tìm được ở mình lời chúc phúc chân thành nhất sẽ là món quà cuối cùng mình có thể tặng cô ấy. Với lối suy nghĩ của người quân tử, Trương Bội Hoa đã làm nguyệt lão xe riêng cho Lưu Tuyết Hoa và người bạn thân của mình. Sau khi dứt tình với Trương Bội Hoa, Lưu Tuyết Hoa có cuộc tình kéo dài 10 năm với nam diễn viên Lưu Đức Hải nhưng cuối cùng cũng đổ vỡ. Khi ấy, Trương Bội Hoa xuất hiện với vai trò một người bạn, an ủi, đồng viên và giới thiệu cô với đằng sụp côn. Không lâu sau, hai người tổ chức đám cưới và sống hạnh phúc. Hồng nhan tri kỷ Trương Du, hữu xuyên, vô phận. Giờ nhìn lại tình cảm của tôi đối với Trương Du thiên về mến mộ nhiều hơn. Chúng tôi trân trọng tài năng của nhau, nhưng tức là không thể cùng nhau đi hết cuộc đời. Nếu Trương Bội Hoa không từ thú thì có lẽ không ai biết được giữa anh và Trương Du, nữ diễn viên nổi tiếng của truyền hình Trung Quốc, từng có một mối tình đẹp sang dở. Năm 1977, chúng tôi đóng phim Yên Vũ Hồng Trân và nảy sinh tình cảm với nhau. Có lẽ vì cả hai đều thuộc tiếp người xem trọng cảm giác nên khi trò chuyện rất tâm đầu ý hợp, chỉ tiếc là chúng tôi gặp nhau quá trễ. Hạnh phúc ấm no, nuôi chó cưng giàu hơn đóng phim. Trương Bội Hoa từng nói rằng tôi đã có một gia đình hạnh phúc với hai đứa con rất đáng yêu. Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, giờ nghề chính của tôi là kinh doanh, còn đóng phim chỉ là nghề tay trái. Trương Bội Hoa cho rằng với cách tuổi của anh không còn tích hợp theo đuổi những tình yêu mãnh liệt như trong tiểu thuyết quỳnh giao nữa nên anh đã tìm cho mình một nghề khác công việc của anh tìm thấy niềm vui và sung túc trong cuộc sống anh tự hào nói tôi đang kinh doanh thú cưng nghề này một năm có thể kiếm lời hơn chục triệu nhân dân tệ người đầu tiên đưa giống chó ngao tẩy tạng vào trung quốc chính là tôi những người nuôi chó ngao trên toàn thế giới không ai là không biết tôi được biết hiện nay tại nhà của trương bồi hoa ở đài loan chỉ riêng Sống chó chi hoa hoa đã có đến hơn 30 con. Những lần anh vắng nhà, vợ anh phụ trách chăm lo cho những thú cưng này. Mỗi lần gọi điện về nhà, câu đầu tiên anh hỏi luôn là mấy con chó của tôi sao rồi, khiến vợ anh cũng phải phát ghen với chúng. Chuyển đổi hình tượng Hoàng tử Quỳnh Giao Năm 2009, Trương Bồi Hoa khi đó đã 55 tuổi, nhưng so với các đồng nghiệp cùng thời như Khấu Thế Huân, Lưu Đức Hải, trông anh vẫn rất phóng độ. Lúc còn là tiểu sinh, Trương Bồi Hoa được mệnh danh là bạch mã hoàng tử của dòng phim tình cảm Quỳnh Giao nên dù bản tính trầm lắng, nhò nhã, lịch thiệp nhưng anh luôn phải ép mình thể hiện cảm xúc dữ dội theo yêu cầu của vai diễn. Điều này khiến cho anh cảm thấy rất mệt mỏi. Mãi đến khi mã cảnh đào xuất hiện, Trương Bồi Hoa mới có thể trao lại danh hiệu này cho đàn em. Trương Bồi Hoa làm kinh doanh đã nhiều năm nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nhận lời mời đóng phim, góp mặt trong các vai phủ, trong các bộ phim, đời sau người mẹ vô tội, vai Trương Trí Hào.